3, 2, 1, bắt đầu. Không thể tin nhưng sẽ tin cây. Vì anh là vậy. Ok. Thế thì bây giờ câu hỏi đầu tiên dành cho Eric và Louis này là câu hỏi làm nóng thôi nha. Nóng ha, okay. Nếu mà sai là cũng không sao. Kể tên 3 MV gần nhất của Sunny Hà Linh. Và mỗi MV phải hát một đoạn. Oh my gosh, MV gần nhất đúng không? Không sao mà em đây rồi. Không, không sao mà anh đây rồi. Em ơi, buồn cứ khóc bao lâu nay anh đã có mạnh mẽ rồi. Cái khúc tiếp theo. Em ơi, em ơi anh chót thì kem rồi đây. Dù chỉ một chút thôi. Khi mà em luôn chờ mong mãi cơ hội, xin anh đừng quá vội. Diễn ta, cái gì nhỉ? Bạn đã thích rồi đấy. À, ui nhỉ, ăn sáng nha. Ăn sáng nha. Ok. Chào ngày vừa lên mình cùng dậy thôi. Cùng ăn sáng đi nào. Không kỳ gì đâu, chỉ cần vài phút là đã xong. Ok, còn bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ lấy hai chiếc bảng nhỏ để bắt đầu cái phần thử thách này. Okay. Wow, hiểu nhau đây. Ủa, cái bút này hay quá. Bây giờ thì trước khi mình bắt đầu cái phần thử thách này thì mình quay mặt về hướng nhau đi nha. Đối diện nhau nè. Rồi. Rồi. Ấn tượng điều gì nhất ở đối phương? Ủa, nhưng mà phải biết. Có thể là gợi ý, có thể là tính cách, ngoại hình. Ủa, phải và có một nhau từ để miêu tả. À, cái đó khả năng biết giống nhau đúng không? Mình biết lẫn nhau nha, và sau đó thì mình sẽ đoán trước. Sunny Hà Linh, bạn nghĩ rằng là Eric ấn tượng nhất gì về mình? Mẹ hơi khó nha. Cái gì mà chơi? Vui vẻ. Vui vẻ? Không phải. Chúng ta ghi nhận đáp án nha Eric, đừng thông báo trước. Ok. Rồi, cho Sunny Hà Linh một lần nữa. Chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp, rồi, ghi nhận đáp án. Còn với Eric thì bạn nghĩ rằng là Linh đang nghĩ gì nha, về mình, cái điểm ấn tượng nhất? Đấy là Eric đoán là gì nhờ? Yêu nghề. Yêu nghề luôn. Còn, à đâu? À, bên Sunny Hà Linh đoán Eric là gì nhờ? Vui vẻ. Vui vẻ, rồi, vui vẻ và yêu nghề. Còn bây giờ thì chúng ta cùng quay bảng về phía camera. Nụ cười, răng hoạt bát nhỏ. Còn này là hát. Giọng hát. Yêu nghề. Yêu nghề. Yêu nghề. Yêu nghề. Rồi, câu hỏi thứ hai thì lưu ý dành cho các bạn thì cái này là mình ghi câu hỏi dành cho chính mình. Ghi xong thì người kia sẽ đoán. Ghi câu hỏi dành cho chính mình hả? Câu trả lời dành cho chính mình okay. nha. Câu trả lời dành cho chính mình. Nghệ sĩ nào quyến rũ nhất trong lòng bạn ở showbiz Việt hả? Ok. Câu trả lời cho chính mình nha. Rồi, bây giờ thì Eric sẽ đoán thử đáp án của Sunny Hà Linh. Em có được gợi ý là nam hay nữ không? Vậy thì nó sẽ không được luôn hả? Nghệ sĩ nào quyến rũ nhất hả? Chết rồi. Ai có nhiều câu trả lời sai nhiều nhất thì người đó sẽ là phần người thua nhá. Đừng nhắc nhau nha. Chắc sao được anh? Ok. Nhờ. Rồi, bây giờ xin mời Eric đoán Sunny Hà Linh đã trả lời là ai. Nhưng mà showbiz Việt mà nữ thì có ai nhỉ? Nam thì có ai nhỉ? Thế em đoán cả nam cả nữ cho mỗi người một option nhé. Ok. Chúng cái nào thì chúng nhé. Nếu mà chị xác nhận Linh thì em nghĩ là nữ thì chị sẽ đoán là chị Hồ Ngọc Hà. Còn chị nam thì có thể là sẽ là em không. Còn với đáp án của Eric thì Sunny Hà Linh nghĩ là ai nào? Rồi, ai nha? Một người thôi. Một người. Được chọn nam hay nữ luôn. Mời Eric gợi ý. Nam. Là nam. Nam hả? Sơn Tùng NTP. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem đáp án. 3, 2, 1. Ok, đáp án là Cậu Hiếu và Eric đã đoán đúng câu trả lời của Sunny Hà Linh là Eric. Thế coi như là Sunny Hà Linh thua nha. 2-1 là nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cái này là câu hỏi phụ. Câu hỏi phụ. Ai làm đúng thì được xem như là một điểm nha. Okay. Diễn tả hoặc hát một đoạn giống phong cách của nghệ sĩ bạn vừa nhắc đến. Tôi chết rồi. Thì với Sunny Hà Linh sẽ là Eric. Và với Eric sẽ là Trọng Hiếu. Ôi tôi chết rồi, Trọng Hiếu, anh Trọng Hiếu như nào nhỉ? Rồi bây giờ thì Sunny Hà Linh chắc là người xung phong nha. Ok. Hát một đoạn với những hành động và phong cách giống với nghệ sĩ bạn vừa nghĩ là ấn tượng nhất. Từ từ đi. 3,
2, 1, bắt đầu. Chào em. Anh đứng đây từ sáng, em muốn ăn mì hay là ăn trứng rắn? Có giờ thì vô bàn rồi, chẳng chiều tối thì anh vẫn chiều nàng. Ok, rồi, xin mời Eric chúng ta cùng bước vào vị trí này ạ. Chết rồi, anh chồng heo. Khó nha. Và bây giờ anh chồng nhớ là hai kiểu kiểu này nè. Nhạc đẹp ý. Ừ, nhạc đẹp nhưng mà kiểu hai kiểu không em, anh sẽ tìm cây. Anh gì đấy nhỉ? Sẽ tìm cây. VMDLV thì đấy thôi, anh nhảy xuống lại được không? Một phần nữa mình link lại những cái phần vừa rồi lại. Một cái phần xuống luôn thì được. Okay. Tính là một điểm Harry nhá. Okay. 3, 2, 1 bắt đầu. Không thể tin nhưng sẽ tin cây vì anh là vậy. Ok, cảm ơn Harry, cảm ơn Tuy Tuy Hạnh rất là nhiều. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi quyết định từng có bao nhiêu mối tình trả lời cho chính mình. Từng có bao nhiêu hả? Bạn đoán, xin đi Hà Linh, có bao nhiêu mối tình rồi? Em thì nói chung là, ý là hôm qua em cũng vừa mới suy nghĩ cái vấn đề này. Tại vì tôi đi tập với chị về xong rồi em có suy nghĩ. Em nghĩ là sẽ là, nó sẽ chỉ dao động trong khoảng từ 1 hoặc 2 thôi. Thế giờ vậy? Thế thì bây giờ mình chọn 1 hay là chọn 2 nhờ? Em nghĩ là em sẽ chọn 2 đi. Anh nghĩ là em sẽ bất ngờ đấy. Tôi chết rồi. Còn bây giờ thì bác sĩ Hà Linh sẽ đoán con số mà Eric đang ghi trên bảng là mấy? Con số gì đây? À, đoán là con số 4. À, đúng không? Thử coi. Okay. Thưa quý vị thì thật ra thì phải nói một điều rằng là tôi đang ngồi đây và Eric đã vừa xoay cái bảng nhẹ qua sơ cho Sunny Hà Linh thấy. Chính vì như vậy thì chúng ta sẽ có một câu hỏi phụ nữa nhé. Tại vì chúng ta phải tìm ra người thua. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ cùng show bảng ra cho các bạn xem. Ôi mẹ ơi, 50 tiền á? Ủa, trời đất ơi, thì già rồi. Trời ơi, không ngủ tuổi rồi. Không nghĩ, tại vì chị cứ tầm ngầm ấy. Lâu nhưng mà không thể bao giờ chị chia sẻ với chị tình yêu cả. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi phụ. Và lưu ý nha, nếu như mình nhắc nhau nữa thì chúng ta sẽ có thêm một câu hỏi nữa. Và những câu hỏi ở về sau càng là những câu hỏi khó. Chết rồi. Bây giờ thì cho hai bạn chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo để xem độ nhọc nhằn của nó là như thế nào nè. Câu trả lời dành cho chính mình ở câu hỏi này nha. Tuổi kết hôn và dự định sinh bao nhiêu con? Tuổi kết hôn. Ôi, câu này thì nãy em vừa trả lời tôi cần gì. Xong chưa nhỉ? Rồi, bây giờ thì xin mời Eric đoán đáp án của Sunny Hà Linh. Bao nhiêu tuổi kết hôn? Em nghĩ là 35 tuổi. 35 tuổi. Thế Sunny Hà Linh có bao nhiêu con sau khi lập gia đình? Mong muốn có, chắc là chị Sunny chắc chỉ 1-2 thôi chứ. Bây giờ 1-2 nào? Giới hạn rồi mà. Em nghĩ là chắc là 1. Lưu ý nha, lúc nãy thì chúng ta vừa hố một đáp án vừa con số rất nhỏ nhưng đáp án thì rất lớn đấy. Tôi chết rồi. Chỉ 1 bao nhiêu? Chết rồi. 11 con. Chết rồi nè. 3, 2, 1 xin mời Eric. 3 đứa hả? Rồi, chỗ đáp án nha. 35 tuổi và 3 đứa con. Còn bây giờ xin mời Sunny Hà Linh đoán đáp án của Eric. Eric hả? Giữ chắc bản Eric nha. Chắc là 35 tuổi. 35 tuổi. Hai con. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem đáp án. 12. Ôi! 35 tuổi, 2 con. Chính trong xác. Khi đó thì Eric 33 tuổi. Lẻ vậy. Eric trả lời là 35 tuổi và là 3 con, tức là đáp án đã sai hoàn toàn. Sai luôn rồi. Cái đáp án này cái này đúng. Rồi chúng ta kết rồi. Thúc phần thử thách rồi. Hiểu nhau trong chương trình lần này. Và tính ra thì từ nãy giờ thì ai cũng đã có câu trả lời sai đúng không nhỉ? Thế thì mình đâu có đồng ý một cái chuyện rằng là bây giờ mình sẽ không giải quyết luôn luôn nữa mà hai người cùng chịu thử thách được không? Hoặc là chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi tiếp theo càng khó hơn. Hai bạn chọn như thế nào? Là sao? Là bây giờ là bạn đang đều bằng điểm chúng nhau. Chúng ta đã bằng điểm nhau rồi. Nhưng mà ban đầu thì chúng ta dự định rằng là nếu như ai trả lời sai một câu trong rất nhiều câu thì sẽ phải chịu thử thách. Nhưng bây đâu giờ thì nếu mà tính điểm thì hai hòa nhau rồi đấy. Thử thách hay là một câu hỏi phụ nha? Thì thử thách đi ha. Thử thách đi. Ok, chứ mắc công một vài câu hỏi nữa lại show ra nhiều thứ nữa thì nó lại mệt đấy. Đúng rồi. Rồi, cho mình xin lại bạn ạ.